Và các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. BMW R65 phiên bản nâng cấp Cafe Racer hầm hổ đến từ Slovenia. Zitka Bites được biết đến với những cái chiếc BMW độ đi ngược xu hướng. Dựa trên một cái chiếc BMW R65 xuất hiện trong cái clip hôm nay, chiếc xe này sáng tạo nỗ lực trước đó đến từ anh chủ, đồng thời cũng là hoàn toàn khác biệt so với những bản đồ trước đây. Chúng ta cùng xem nhé. Ban đầu Zitka đã có sẵn một thiết kế trong đầu. Anh ta hình dung ra được một cái chiếc Cafe Racer khác xa với những cái chủ đề là Cafe Racer điển hình của BMW. Vì vậy anh chủ đã gỡ bỏ những cái bộ phận của R65 xuống, chỉ tận dụng chính cái phần khung và bắt đầu lên kế hoạch. Bắt đầu với cái phần sau của một cái bình xăng cũ của hãng Honda, Zitka đã tiến hành tạo ra cái bình xăng hoàn toàn mới, đuôi, yếm, chắn bụng trước, ốp bụng, tất cả đều bằng nhôm. Anh ta cũng đã chia sẻ rằng cái chắn bụng trước là một thử thách, bởi vì muốn thu hẹp hết mức để có thể phù hợp hơn với những cái đường nét và một phong cách của phần bình xăng. Các bộ phận thân xe mới của BMW R65 giờ đây cũng khá là sắc nét và đầy thú vị. Hình dáng cái chiếc xe thon gọn và phía sau với những cái tấm ốp bên đặt làm riêng tăng thêm cái chút hiện diện trực quan cho nửa cái chiếc của chiếc xe mà không che giấu hoàn toàn ở phần động cơ Boxer. Cái chả bụng thậm chí nó còn ẩn chứa một cái bình dầu tùy chỉnh. Nhìn từ ở bên cạnh, Zitka đã tạo ra những cái lỗ cánh khí động học bao phủ những cái bề mặt ở động cơ và bao phủ các đầu của sedan để tăng thêm phong cách hiệu sức. Tận dụng cái lợi thế của không gian thừa, Zitka đã thực hiện cái sự nhét cái bộ phận khởi động không cần thiết của motor gas cho cái chiếc xe của mình và một trong những cái bộ cánh nhỏ làm từ carbon. Nhiều chi tiết carbon rèn hơn nữa ở phía trước và sau, tất cả đều mất rất nhiều lực công đoạn để sản xuất. Để tạo ra từng những chi tiết trang bị bằng carbon, trước tiên thì Zitka đã quét 3D phần yếm và đuôi để tạo ra cái khung về bản vẽ kỹ thuật số, thực hiện nó một cách rõ ràng hơn. Sau khi Play Sutasit của EA Motorcycle đã giúp bằng cách làm tạo ra những cái ý tưởng của Zitka bằng cái các kích xuất kỹ thuật số, một cái công ty có tên là VD Format 3D cũng đã in từng cái bộ phận nguyên mẫu. Sau đó những cái nguyên mẫu đã được chuyển đến là Anton Performance, một người đã sao chép chúng bằng cái sợi carbon rèn. Ở phía trước, người xem có thấy được cánh gió trước lấy cảm hứng từ MotoGP, một cái cặp đèn xenon LED chìm ở bên trong. Đuôi thì được trang bị bằng những cái vây ở bên cũng có đèn tín hiệu LED rất là thể thao. Và cái giải phía sau có thêm cái đèn hậu LED gắn dọc. Nói về cái phần động cơ, Gas and Petrol đã xử lý những cái xây dựng lại toàn bộ cái phần động cơ, bao gồm việc nâng cấp dung tích lên thành 890cc. Nó cũng có van, lò xo và cái bồng bi mới, đồng thời trang bị thêm cái phần dây điện của MotoGas với những hệ thống sạc hoàn toàn mới, đi cùng cái bột đánh lửa đến từ là Silent Hectic. Các nắp van ban đầu đã bị lọt bỏ, thay vào các chi tiết carbon rèn. Cái bộ chế hoàn khí pin ban đầu cũng được hoán đổi thành là Mykinis, và ở cái đối diện, Zack Laser cũng đã tạo ra hệ thống ống sạc uốn lượn dành riêng cho R65. Đối với hệ thống treo, chiếc xe tận dụng các cuộc sô hòa tương tự như cái chiếc ZX10R, trong khi cấp sau lấy từ nguyên mẫu là BMW CS hoàn toàn mới. Cái giảm sau được tùy chỉnh đến từ OneS ở châu Âu. Cái vành xe nan hoa hoàn toàn mới hoàn thiện bằng cái màu đen và kết hợp cùng với lớp Pirelli Piston Scuppercom. Cái kẹp phanh đến từ của Rainbow, để đến từ Moto Master và các cái dầu đến từ lập Quickstride. Trang bị cái trung tâm tay lái rất là thể thao với phần ghi đông dạng Lip-On TRW, được trang bị thêm cái ống ga là Tomaselli, một cái bộ điều khiển phanh và cái ly hợp của Rainbow, tay nắm là của MotoGas, gương và công tắc. Cái bản đồng hồ kỹ thuật số là một cái bộ phận không thể khác hơn đến từ MotoGas, trong khi cái phần đèn pha LED đến từ Kuso. Các chi tiết tinh xảo hơn bao gồm phần dây yên của Alcantara do là Mita Pizak cung cấp, một vài chi tiết anode hóa cái màu đỏ cũng như cái phần ống và các dây điện được đánh dấu cái mã màu. Matei Malaska đến từ MM Auto cũng đã tiết lộ đã hoàn thiện cái gam màu sơn tổng thể cho cái chiếc R65 hôm nay, cho đến cái phần logo, những cái đường kẻ sọc và đồ họa tổ ong, mọi thứ đều hoàn thiện thủ công bằng tay. Zitka còn cho biết thêm
Đây có lẽ là cái bản nâng cấp tốt nhất của tôi trong 13 năm chế tạo xe mô tô tùy chỉnh. Sacha 110 độ ngất ngây với cái dàn ghi đông bạc chịu, dẫn đầu thì cái sức mạnh ở phân khúc là Hybrid Underbone 150 hiện nay. Có thể nói cái chiếc Sacha 110 đang là một cái dòng con tay làm điên đảo những người đam mê tốc độ cỡ nhỏ. Chiếc xe còn là tâm điểm cho những tay chơi thích dọn kiển, và khi ra đời hàng loạt những bản nâng cấp không chỉ đẹp, độc, đỉnh mà cái chiếc xe độ này còn đem lại cái phần hiệu năng sử dụng rất cao. Lược bỏ đi một cái bộ chìa khóa cơ nguyên bản, người chủ đã nâng tầm những chiếc xe yêu của mình khi trang bị ổ khóa smart key nhằm đem lại tính an toàn tốt hơn, chống trộm cướp, và đi kèm với đó là một số chức năng phụ cần thiết trong cái chiếc xe trong quá trình sử dụng hàng ngày như tìm xe trong bãi đổ, khóa xe từ xa này tiện lợi. Nếu như những tay chơi khác hướng tới cái ốc titan thường lựa chọn những cái tông màu xanh, tím, vàng vân, thì ở bản độ này người chủ giữ nguyên cái màu trắng nguyên bản cho chiếc xe thêm phần sang trọng, không quá sặc sỡ, phát rộng hơn cái phần bẩn ở bên trái để chiếc xe lắp được cây trợ lực matrix kẹp sườn với 16 nút chỉnh nặng nhẹ để chống sàn lắc đầu xe ở độ cao. Sử dụng trên mình cái cụm tacon tiếp em, một món đồ chơi đến từ hiệu Domino, được anh em chơi xe kiển hiện nay là vô cùng ưa chuộng bởi mức giá thành không tới 3 triệu đồng, nhưng được trang bị rất nhiều phần hiệu năng phụ cho người sở hữu nó. Cái phần đầu tay con để chống chày có thể người chủ đã bọc bên ngoài một lớp cao su. Đây là một cái phương pháp rất tốt để sản phẩm đẹp mãi với thời gian mà không làm mất thẩm mỹ của xe. Còn đây là những góc ảnh của bộ cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cái combo hủy diệt của gia đình Domino, bao gồm cái cụm on up, cụm tăng tốc, đem lại cái tính năng ưu việt cho chiếc xe mà một cái chiếc xe sim không bao giờ có được. Hệ thống treo sau ứng dụng cho mình là phục hoa lim và dầu rời để tăng thêm cái sự nổi bật cho chiếc xe. Phần nhựa nhám của chiếc xe và vài chi tiết được tháo bỏ hết hoàn toàn để chiếc xe thêm chút gọn gàng hơn và sử dụng rất nhiều chi tiết đồ chơi. Hai thảo được ứng dụng bằng một cái bô tăng STP được kho nóng độ cao, lên màu trông rất ấn tượng, và cái điểm nhấn màu sắc toàn bộ phần dàn áo đen của chiếc xe. Dàn chân được hạ xuống bánh căm cho chiếc xe có một cái trọng lượng nhẹ hơn, linh hoạt hơn di chuyển ở trong thành phố. Và giá của chiếc Sacha F110 2.9 hiện nay rơi vào tầm 55 triệu đồng, dao động theo từng màu sắc và chu gồm thế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.